máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine, hiệu quả hay lãng phí thời gian? Các nước sở hữu máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Viper, bao gồm Hà Lan, vừa bày tỏ sẵn lòng chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là nỗ lực đó có hiệu quả không hay chỉ là sự lãng phí thời gian và nguồn lực của phương Tây? Tranh luận về F-16. Thời gian qua, các nhà phân tích và chính trị gia đã tranh luận về vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu của phương Tây cho Ukraine. Những người ủng hộ lập luận rằng huấn luyện và chuyển giao nên được thực hiện ngay và luôn. Những người phản đối thì lại cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột và hối thúc tập trung vào các ưu tiên khác trong các nỗ lực chiến trận của Ukraine. Các bên sở hữu máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Viper, bao gồm Hà Lan, vừa bày tỏ sẵn lòng chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine. Một báo cáo rò rỉ của Không quân Mỹ gợi ý rằng việc huấn luyện phi công cho F-16 có thể hoàn thành trong 4 tháng, mặc dù khi ấy sẽ có một số câu hỏi về hiệu quả đào tạo phi công. Do bản chất phức tạp của hoạt động buôn bán vũ khí, Washington nắm giữ quyền phủ quyết đối với việc chuyển giao bất cứ máy bay F-16 nào trên thế giới. Nhưng hiện nay, trước sức ép từ một số nước đang sở hữu F-16, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden có vẻ đang nói rõ rằng họ sẽ không phủ quyết việc chuyển giao F-16 cho Ukraine. Quan trọng hơn, chính quyền ông Biden đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo phi công Ukraine về sử dụng F-16. Khả năng F-16 tham chiến ở Ukraine. Như vậy, có khả năng rất cao là các máy bay F-16 sẽ mau chóng có mặt ở chiến trường Ukraine. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người lo ngại về sức khỏe mạng lưới phòng không Ukraine. Mặc dù phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một số lượng đáng kể tên lửa Nga, con số chính xác là không đáng tin cậy, phương tiện vẫn quan ngại về tỷ lệ tiêu hao tên lửa của Ukraine. Nếu Ukraine hết tên lửa hoặc giảm mức độ sử dụng tên lửa, khi ấy không quân Nga sẽ giành lại đáng kể tự do chiến thuật và chiến lược. Phương Tây đã tăng từ từ sự hỗ trợ của họ dành cho không quân Ukraine. Họ bắt đầu bằng việc hỗ trợ chuyển giao linh kiện và các thiết bị khác cần thiết cho việc đưa máy bay MiG-29 vào hoạt động trên không. Sau đó là quyết định chuyển giao MiG-29 từ kho của các nước trước đây thuộc khối hiệp ước Warsaw. Các nỗ lực này đã giúp Ukraine có khả năng đưa thêm nhiều máy bay vào tác chiến so với thời kỳ đầu xung đột Ukraine. Phương Tây cũng cung cấp các thiết bị tinh vi cho các máy bay đó, cải thiện năng lực chiến đấu của chúng. Bên cạnh đó, đội máy bay chiến đấu của Ukraine có từ thời Liên Xô đã đối mặt nhiều hạn chế về mặt công nghệ so với các tiêm kích phương Tây. F-16 tác động lên cục diện chiến trường đến đâu? Hiện phương Tây có sẵn nhiều chiếc F-16, 9 nước châu Âu đang vận hành hoặc từng vận hành máy bay F-16, một số nước thậm chí còn đang trong quá trình chuyển loại từ F-16 sang F-35. Rất khó nói việc chuyển giao chiến đấu cơ F-16 sẽ có tác động như thế nào đến chiến sự ở Ukraine. Tác động sẽ phụ thuộc nhiều vào tốc độ gửi F-16 sang Ukraine và số lượng máy bay này được gửi đi. F-16 đa nhiệm có thể làm được nhiều thứ, mỗi thứ một chút, ném bom chiến thuật, ném bom chiến lược, chế áp phòng không đối phương, đánh chặn và giành ưu thế trên không. Việc F-16 có đảm đương tất cả các vai trò đó hay không phụ thuộc nhiều vào các vũ khí mà phương Tây sẽ cung cấp và vào hoạt động huấn luyện. Ngay cả sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, các phi công Ukraine sẽ mất thêm thời gian để làm chủ sự phức tạp của máy bay và tận dụng hết các khả năng của máy bay để tự vệ. Bên cạnh đó, lực lượng mặt đất của Ukraine còn cần phải làm chủ hoạt động bảo dưỡng. F-16 có thể giúp giải quyết vấn đề phòng không của Ukraine với vũ khí và huấn luyện thích hợp. Chúng có thể hỗ trợ trực tiếp cho lục quân Ukraine. Nhưng bay vào lưới phòng không của Nga không đơn giản chút nào. Do vậy, khó kỳ vọng các máy bay F-16 sẽ có tác động mang tính quyết định sớm. Thậm chí, có khả năng sau khi xung đột vũ trang kết thúc, không quân Ukraine sẽ phải yêu cầu cung cấp các máy bay tiên tiến của phương Tây. Ukraine nêu số tiêm kích F-16 cần thiết để đối phó Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng nước này cần sở hữu 48 tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo để đẩy lùi lực lượng Nga trên chiến trường. 4 phi đoàn F-16 với tổng cộng 48 máy bay là chính xác những gì chúng tôi cần để đẩy lùi đối phương khỏi lãnh thổ của mình, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng bài viết trên Twitter hôm 26 tháng 5. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Đan Mạch và Hà Lan đã quyết định tiên phong trong xây dựng kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine vận hành tiêm kích F-16, một số quốc gia khác cũng cam kết hỗ trợ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Max Mueller cho rằng các nước có thể chuyển giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine và sẽ tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD cho nỗ lực này. Cần 1 tỷ USD để mua số tiêm kích này, duy trì hoạt động của chúng sẽ tốn thêm 1 tỷ USD, ông nói. Khi được hỏi,
liệu Quốc hội Mỹ có hỗ trợ kinh phí để Ukraine nhận tiêm kích F-16 hay không? Bộ trưởng Austin nói, đây là nỗ lực quốc tế. Trong khi đó, tướng Milley cùng với các lãnh đạo quân sự Mỹ khẳng định tiêm kích hiện đại không phải chìa khóa để Ukraine thay đổi cục diện xung đột. Không có thứ gì được gọi là vũ khí thần kỳ, F-16 hay bất cứ vũ khí nào cũng vậy, ông nói. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được Mỹ và hàng loạt đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 30-35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế, chính trị và các yếu tố khác. Quan chức Nhà Trắng ngày 20 tháng 5 cho biết, Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ các đồng minh cùng đối tác đào tạo phi công và chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Liên minh gồm những nước tham gia nỗ lực nói trên sẽ quyết định thời điểm chuyển giao tiêm kích, số lượng và bên cung cấp. Quyết định được đánh giá là đặc biệt quan trọng do các đồng minh cần được Washington phê duyệt hoạt động tái xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự do Mỹ chế tạo sang nước thứ ba. Danh tiếng của F-16 sẽ giống như Patriot nếu tới Ukraine. Chính quyền Mỹ được cho là đang trì hoãn quyết định cung cấp tiêm kích F-16 cho không quân Ukraine. Washington đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh trong việc chấp thuận chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa vội vàng đáp ứng đòi hỏi bởi vì họ không hào hứng với ý tưởng như vậy, ấn phẩm Military Watch cho biết. Các nhà phân tích của tờ báo Mỹ nhận xét những tổn thất trong chiến đấu có thể phá hủy danh tiếng của chiếc tiêm kích này. F-16 vẫn được sử dụng rộng rãi trong không quân Mỹ và dường như sẽ tiếp tục phục vụ trong vài thập kỷ tới. Ngoài ra, Washington còn đang xuất khẩu những chiếc máy bay này. Trong một số bản nâng cấp, giá của chúng lên tới cả $100 triệu mỗi chiếc. Trong bối cảnh đó, người Mỹ không muốn F-16 rơi vào tay Nga, giống như các thiết bị khác của phương Tây bị quân đội Nga khuất phục ở Ukraine. Cũng có khả năng cao là phòng không Nga sẽ bắn hạ hàng loạt những chiếc máy bay này. Tờ Military Watch nhấn mạnh, các tiêm kích có thể chịu tổn thất đáng kể do một cuộc tấn công vào sân bay và do không chiến. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của F-16. F-16 là máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ được phát triển vào những năm 1970. Theo nhiều chuyên gia quân sự, loại tiêm kích này sẽ đối diện thách thức rất lớn trong các trận chiến với máy bay Nga. Những dòng tiêm kích hạng nặng cao cấp nhất như Su-35, MiG-31 và Su-57 có lợi thế lớn so với chiến đấu cơ hạng nhẹ của Mỹ. Do vậy, Washington sẽ mất rất nhiều thứ khi chuyển giao F-16. Các trận không chiến có thể rất chênh lệch và việc loại bỏ F-16 sẽ giúp nâng cao đáng kể uy tín của lực lượng hàng không vũ trụ cũng như lĩnh vực quốc phòng Nga. Tờ MQ kết luận, trong diễn biến mới nhất đã có thông tin cho biết Mỹ dự định sẽ sớm công bố việc giao tiêm kích F-16 cho Ukraine với điều kiện không được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.